Tập 19. Có chuyện gì không? Trong lòng các người rõ hơn tôi. Tự cho mình là đúng. Chúng ta đi thôi. Đồng sự trưởng Hạ, tôi muốn các ông suy nghĩ cho kỹ tất cả vấn đề phát sinh trong nội bộ của các ông. Giang Lỗi là một nhân tài, làm ở chỗ tôi cũng không tồi. Cáo từ. Cô ra ngoài trước đi. Chị đây là thế nào? Không phải bảo cậu ngăn cản Lưu Hạo Đinh sao? Cậu ngăn cản kiểu gì? Có phải cứ kéo dài nên hắn mới có cơ hội này? Đồng sự trưởng ông đừng lo lắng. Những việc như lạm dụng công khoản và lạm dụng chức quyền, tôi có thể dễ dàng vượt qua được. Chỉ cần chứng minh khoản tiền này dùng trong hạng mục của công ty mình là được. Nhưng bây giờ chuyện này có điểm khó là số tiền này là một mình Hạ Cường lạm dụng. Lưu Hạo Minh này làm sao hắn lại biết? Tôi nghĩ là Lý Siêu nói cho hắn biết. Bởi vì chuyện xảy ra ngoài chuyện của tôi, chỉ có Lý Siêu biết. Con nha đầu này, mỗi lần chăn của mình không được gấp lại được sao? Canh lại nhạt rồi. Những đồ này lấy ở đâu ra? Ở đâu mà có? Nói thật đi. Lại động tới đồ của người khác sao? Không có. Đây là đồ người khác tặng em. Quà? Ai tặng em chứ? Ai lại tặng em đồ hiệu đắt tiền như vậy? Ai? Nói đi. Diệp Minh Châu, em còn để người khác ăn cơm không? Anh, chuyện này anh đừng quan tâm. Mau ăn xong rồi ra ngoài làm việc đi. Diệp Minh Châu, em đừng có khoa chân múa tay với anh nữa. Anh là đàn ông duy nhất trong nhà này. Anh mới là chủ nhà. Chủ nhà đúng không? Nói thì hay lắm. Đã là chủ nhà để ra dáng vẻ chủ nhà đi. Mau ra ngoài làm việc đi. Vậy mày mới đem tao sắp xếp tới nơi vất vả như vậy đúng không? Cái gì mà nơi vất vả? Đối với anh mà nói, có thể đến đó làm việc đã tốt lắm rồi. Được, tao không làm nữa. Lại phát bệnh sao? Sao lại không đi làm nữa? Lại không đến một tháng nữa đúng không? Vừa mới nói gì? Ai là chủ nhà? Anh lúc nào mới có thể trưởng thành? Lúc nào mới nuôi sống bản thân mình? Có thể tỉnh táo một chút được không? Tao rất tỉnh táo đấy. Anh làm gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Anh có biết những thứ này dùng tiền để mua không? Anh có tiêu một đồng nào cho cái nhà này không? Mày đừng có hét nữa. Mày cũng không phải em cái ruột của tao. Mày uống nhầm thuốc sao? Mày thần kinh sao? Tao không uống nhầm thuốc. Hôm đó khi hai người nói đến mẹ ruột của Minh Châu, con nghe thấy hết rồi. Minh Châu không phải do mẹ đẻ ra đúng không? Những điều mọi người nói là thật sao? Ta không nói dối chứ. Ra ngoài, lập tức ra ngoài cho tao. Mẹ, mẹ để con nói hết đi. Diệp Minh Châu, mày nghe đây. Mày không phải em gái ruột của tao. Từ hôm nay tao không muốn nhìn thấy mày. Đi đi. Mày không đi tao đi. Đi đi.
Chị à, Minh Châu à, Minh Châu, sao vậy? Minh Châu làm sao vậy? Làm sao vậy? Nào đâu, ngồi xuống. Không sao chứ? Không sao. Diệp Tráng nói thật sao? Đi, anh đưa em đến một nơi. Đi. Đồng sư trưởng, tôi đã tìm được cách đối phó với Lưu Hạo Minh. Được. Được. Muốn chỉnh tao, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị bị chỉnh là như thế nào. Đấu với tao sao? Minh Châu, uống ít nước đi. Hôm nay thời tiết đẹp đấy. Hay là anh lái thuyền, chúng ta đi hóng gió. Anh làm cho em ít đồ ăn ngon. Hay là câu cho em ít cá nhé. Thực ra khi còn nhỏ em đã quen với việc nhẫn nại. Cho dù người khác bảo em nghèo, bảo em không có học thức, em đều cảm thấy không sao. Bởi vì em tin chỉ cần em nỗ lực thì có thể sống tốt. Cho dù là tình cảm mười mấy năm của em và Tiểu Lỗi, khi chia tay em cũng cảm thấy mình có thể chịu được. Bởi vì em cảm thấy người trong nhà cần em. Vì vậy em phải kiên cường sống tiếp. Nhưng bây giờ anh ấy lại nói em không phải em gái của anh ấy. Nhà này không thừa nhận em. Em thực sự không biết sống thế nào. Em suốt cuộc làm sao mà sống? Em thực sự không biết. Nào, khóc đi. Khóc đi. Khóc ra trong lòng sẽ thoải mái hơn. Được rồi, đủ rồi, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Mẹ anh nghe nói cũng là công nhân. Ngoài cái này anh chẳng biết gì hết. Bà ấy như thế nào, ngay cả tên anh cũng không biết. Điểm này em hơn anh rồi. Mặc dù đó không phải mẹ ruột của em, nhưng không sao. Chỉ cần có thể sống cùng nhau là người một nhà rồi, đúng không? Nói ra anh đáng thương hơn em nhiều. Anh mới thực sự là không có chỗ nào để đi. Thực sự em không có tự tin đối diện với anh em. Tên đó em đừng có quan tâm nó. Anh đoán nó lúc đó cũng là tức giận, nói lung tung. Bây giờ nó không chừng đang hối hận ở đâu đó. Được rồi, được rồi, đừng buồn nữa.
Mẹ ruột của chị không phải mẹ mình. Có điều không sao, cha chúng ta vẫn là một người, chúng ta vẫn có quan hệ huyết thống, chị vẫn là chị em. Đứa trẻ ngốc, đừng như vậy. Chị là chị em, điểm này sẽ không bao giờ thay đổi. Thái Cảnh Mỹ, gặp được cô ấy là khoảng thời gian sáng lạng nhất trong cuộc đời tôi. Tình cảm trầm lặng và sự mất phương hướng trong tương lai. Áp lực gia đình lúc nào cũng dây quanh tôi. Nhưng cô ấy lại cho tôi hy vọng và động lực. Ngoài kiến trúc, Thái Dương Năng có thể hấp thụ ánh sáng. Cái gì tôi cũng không biết. Nhưng mà cô ấy dạy tôi, yêu một người là ân huệ thế nào, hạnh phúc bao nhiêu. Như người cha cố chấp của tôi phản đối Cảnh Mỹ không tốt nghiệp đại học. Ông ấy phản đối tôi lấy một kỹ sư công nhân, thậm chí không để Cảnh Mỹ về nhà nửa bước. Tôi vì bảo vệ Cảnh Mỹ liền âm thầm rời khỏi Bình Hải, đến thị trấn nhỏ Hải Nam, yên ổn gia đình. Mùa thu, con trai ra đời. Tôi đặt tên cho con là Tiểu Siêu. Từ ngày mai, vì tương lai của con, chúng tôi ở đây thực hiện mơ ước của bản thân. Cha đuổi đến Hải Nam, nhưng lúc chúng tôi đang ở phòng nghiên cứu, cướp mất Tiểu Siêu. Sau khi mất đi con, vợ mất đi mong muốn nói chuyện, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Vì hồi phục sức khỏe của Cảnh Mỹ, tôi từ bỏ cơ hội nghiên cứu cùng Cảnh Mỹ đến bệnh viện điều trị. Nếu như trải qua điều trị Cảnh Mỹ vẫn không thể hồi phục, tôi sẽ từ bỏ thế giới này. Tôi không có lý do để sống tiếp. Cha của tôi đã hủy hoại hạnh phúc của tôi. Nếu như tôi không còn ở trên thế giới này, thì nhờ anh đem quyển nhật ký này giao lại cho con trai tôi, Tiểu Siêu. Khi ở đảo Hải Nam trị bệnh, bọn họ tắm nắng ở bãi biển. Đột nhiên một ngọn sóng lớn, cha mẹ cháu biến mất trong biển lớn.
Mẹ, mẹ chạy đi đâu vậy? Mẹ nói hai mẹ con mình có phải rất ngốc không? Anh con khi nói mấy câu đó, hai chúng ta nên nói không phải chứ. Mặc dù con không biết nên nói thế nào, nhưng mẹ sao không nói gì chứ? Mẹ nên nói một câu. Minh Châu, con đi khỏi nhà này đi. Cái gì? Mẹ nói con đi khỏi cái nhà này đi. Tại sao con phải rời khỏi nhà? Ở đây có người nhà của con. Con không phải người nhà của ta. Mẹ, tại sao ngay cả mẹ cũng nói những lời này? Mẹ nói xem, nếu để ba nghe được, ông ấy sẽ đau lòng thế nào? Ông ấy sẽ không đau lòng. Ông ấy không phải cha con. Cái gì? Mẹ nói cái gì? Mẹ nói Diệp Đại Sơn không phải là cha ruột của con. Mẹ, lời này là có ý gì chứ? Cha ruột con là Lưu Hạo Minh, mẹ con là Lâm Huệ Lan, cũng là vợ của Đồng sự trưởng tập đoàn Bằng Đạt. Mẹ, có phải hôm nay mẹ có chỗ nào không thoải mái? Tại sao đột nhiên nói những lời này? Mẹ, con nghe mẹ nói, hôm đó khi người phụ nữ kia đến tìm mẹ, cầm tấm ảnh hồi nhỏ của con, còn cầm cái khăn màu xanh lúc cha con ôm con về, lúc đó ta vừa nhìn đã nhận ra. Mẹ, đây là đồ cho em bé sắp sinh sao? Hình như còn là đồ đan nữa. Đồ gì vậy? Mẹ xem nào. Mẹ xem, còn có hoa hướng dương nữa. Cầm đi, dứt đi. Tại sao chứ? Hình như còn đang rất tỉ mỉ. Sao nó lảm nhảm nhiều vậy? Nhanh lên đi. Mẹ làm gì mà giữ vậy? Mẹ nói không nghe thấy sao? Mau đi dứt đi. Dứt xong thì đi nấu cơm. Ngay sau đó làm gì? Mau lên. Nhưng mẹ phủ nhận, bởi vì lúc đó mẹ để con đi, cuộc sống của nhà ta sẽ rất khó tiếp tục. Đến một ngày mẹ ở trong phòng luật sư Lương, nhìn thấy một tấm ảnh, đứa trẻ ở trên ảnh đó giống y hệt con. Sau khi mẹ hỏi mới biết, hóa ra anh trai của Lưu luật sư cũng là chồng trước của Đồng sự trưởng tập đoàn Bằng Đạt. Người đàn ông kia mới là cha ruột của con. Không thể nào. Mẹ à, mẹ đừng đùa con như vậy. Cái này không thể nào là thật. Trước đây con đã gọi chú Lưu là chú. Con thực sự gọi đúng rồi đấy. Con ta thực sự là chú, cháu ruột của cậu. Bà con lại không có bất kỳ quan hệ gì với bọn ta. Mẹ con cậu xin mẹ đừng nói nữa. Vì đây không phải là thật. Tuyệt đối không phải là thật. Không phải đâu. Không phải. Mẹ à, không thể nào. Sao có thể chứ? Không thể nào. Sao lại có thể chứ? Không thể nào. Mẹ đừng đùa con nữa. Thực sự không thể nào. Minh Châu à,
Mẹ biết con nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này, nhưng mẹ nói là thật. Nếu như con không tin, có thể đi tìm mẹ ruột của con để xác nhận. Con không, sao phải tìm bà ấy xác nhận? Tại sao con phải làm như vậy? Con nói xem tại sao con phải làm như vậy. Con không phải người nhà ta, người ngoài như con ở nhà ta làm cái gì chứ? Mẹ à, đừng gọi ta là mẹ. Ta không phải mẹ ruột của con. Con đi tìm mẹ ruột của con đi. Quan hệ huyết thống quan trọng như vậy sao? Những ngày tháng cùng nhau trải qua đối với con mới là điều quan trọng nhất. Những ngày đó tôi đã chịu đủ rồi. Tôi nhắm mắt là muốn giày vò cô. Tôi không muốn trải qua những ngày tháng này nữa. Cô đi đi, mau đi đi. Mẹ, con cầu xin mẹ, đừng đối xử với con như vậy được không? Đừng như vậy mà mẹ. Mẹ à, tôi không muốn làm người phụ nữ xấu xa nữa. Nếu không phải tôi, cô sẽ không chia tay với Giang Lỗi. Nếu không phải tôi, cô sẽ có cuộc sống như một công chúa, sống ở một tòa lâu đài. Cô cứ coi như mẹ lòng dạ sắt đá có được không? Mẹ cầu xin con đấy, con đừng để mẹ gặp con nữa. Đi đi, hãy đi đi. Mẹ đừng như vậy mà, con hãy đi đi. Mẹ không muốn nhìn thấy con nữa, đi đi. Chuyện này cháu biết khi nào? Ông đừng quan tâm, hãy nói cháu biết. Cha mẹ cháu có phải là do ông mới chết không? Nếu như cháu đã biết, cháu còn hỏi làm gì? Nói như vậy là thật sao? Sao ông lại tàn nhẫn như vậy, biến ba mẹ tôi thành như vậy? Ông chưa từng bị cắn rứt lương tâm sao? Tại sao lại cướp tôi khỏi ba mẹ của mình? Bởi vì cha cháu là hy vọng duy nhất của ta, là mẹ cháu đã cướp nó đi, ông mới phải làm như vậy. Cháu biết cha cháu là người thế nào không? Nếu không phải vì mẹ cháu, ta đoán bây giờ sự nghiệp của nó còn lớn hơn cả Hạ Bằng Phi. Chỉ vì một người công nhân mà bỏ lại cha, bỏ lại sự nghiệp của mình. Tiểu Siêu, cháu không hiểu đâu. Muốn xây dựng được một sự nghiệp, không chỉ có cái đầu là được. Thế giới này không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Cháu có biết ông nội cháu bị Hạ Bằng Phi đánh gục không? Là vì ta không có tiền, không có thực lực, không có chỗ dựa. Tiểu Siêu, khi ông mất đi cha cháu, cháu biết ta đau lòng thế nào không? Ân hận thế nào không? Những thứ đó đều là những thứ ông muốn. Ông có từng nghĩ cha mẹ cháu không muốn cuộc sống như thế nào? Ông không thấy ông ích kỷ sao? Ông và Hạ Bằng Phi có gì khác nhau? Những thứ này của ông có từng nghĩ đến cháu? Ông biết cháu nhớ cha mẹ cháu thế nào không? Đứa trẻ khác từ nhỏ đã có cha mẹ, nhưng mà cháu không có. Ông biết cháu nhớ họ như thế nào không? Mỗi lần thất vọng, mỗi lần đau lòng, ông sao có thể? Sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Ta sẽ là chia sẻ gia đình của cháu. Được, hôm nay ông không chỉ mất đi con trai của mình, đồng thời ông còn mất đi cháu của ông. Cháu cũng không muốn nhìn thấy ông nữa. Tiểu Siêu, bỏ cháu ra. Tiểu Siêu.
cha ơi, cha là cha ruột của con đúng không? Nếu không sao cha lại thương con như vậy? Cha nhất định là cha ruột của con. Cha nói với con đi, cha trả lời con đi. Minh Châu à, con nhất định phải học được sự kiên cường. Không thể bởi vì mỗi lần thất bại mà buông bỏ bản thân. Cũng đừng sợ, đừng lo lắng, đừng cảm thấy bản thân cô đơn. Bởi vì cha luôn ở bên, bảo vệ cho con. Cha thật tốt. Sao có thể chứ? Không thể nào đâu. Đồng sư trưởng, bây giờ chúng ta phải có hành động rồi. Tốt nhất là trước khi mở cuộc họp, để Lưu Hạo Minh thu tay. Cậu có cách gì? Tôi thấy chúng ta có phải nên đổi con đường khác suy nghĩ vấn đề không? Đổi cách nghĩ. Ông xem, trước đây chúng ta toàn là áp dụng phương pháp để hạ cường trốn Lưu Hạo Ninh. Chúng ta ngược lại khiến hắn trực tiếp tiếp cận Lưu Hạo Ninh, vừa hay thể hiện một chút thành ý. Kiểu này không chừng sẽ có sự chuyển biến. Quan trọng là nó sẽ cho chúng ta thời gian giải quyết vấn đề. Như vậy sẽ khiến công ty rơi vào thế bị động. Trong phú quý có nguy hiểm mà, không có chút mạo hiểm, làm sao có thể giải quyết vấn đề? Hơn nữa ông yên tâm, bọn họ đã hiểu rất rõ rồi. Chỉ cần chúng ta dùng phương pháp hợp lý, mềm nắng rắn buông, tôi thấy việc này vẫn có thể giải quyết. Cậu nói xem, tên Lưu Hạo Minh kia không ăn cứng cũng chẳng ăn mềm, như vậy hắn có nhường bước không? Quả thực là không được. Và lúc thích hợp, tôi sẽ đích thân ra mặt. Sao vậy? Không vui sao? Mẹ, mối tình đầu của mẹ suốt cuộc là ai? Đương nhiên là cha con. Nhưng không phải bọn họ nói mối tình đầu không thể dài lâu sao? Hai người sao có thể thành công? Cha con đã theo đuổi mẹ rất lâu, ông ấy cũng rất nỗ lực. Nếu như con và Lý Siêu cũng giống cha mẹ thì tốt. Mẹ hiểu con. Nhưng mà Lý Siêu có cách nghĩ của nó. Có những chuyện con không thể nào cưỡng cầu. Theo dòng chảy của thời gian, con có thể tìm được người thích hợp hơn cả mối tình đầu. Nhưng không phải mẹ đã được ở cùng mối tình đầu rồi sao? Con không ngại an ủi con như vậy. Mẹ cũng từng có người khác. Thật sao? Mẹ cũng có người khác sao? Người kia có tốt như ba không? Chắc là không đâu. Nếu không, mẹ sẽ không ở cùng với ba đúng không?
Mối tình đầu, theo dòng chảy của thời gian, nó sẽ biến thành hồi ức. Con đau khổ một lần, sau này quay lại nhìn, thực ra cũng chẳng có gì. Nhưng nói thế nào, mẹ cuối cùng cũng ở với mối tình đầu. Vậy con phải làm sao? Tình cảm cần duyên phận. Mẹ cũng hy vọng con có thể tìm được người mà con muốn, người mà con thích. Hy vọng con được hạnh phúc. Đây là công ty anh, một mình anh. Tôi tìm anh đến để nói với anh, chứng cứ bày ra trước mặt anh, anh còn muốn chối cãi sao? Tôi đã từng nói chuyển tiền vốn, tôi chỉ muốn mượn dùng một lúc, nhưng không ngờ đột nhiên xảy ra vấn đề. Có điều anh yên tâm, tôi sẽ trả tiền. Bây giờ cậu có hai lựa chọn: một là trả tiền, hai là mau chóng tiếp tục khởi công. Còn có một cách nữa, chính là tôi đích thân xin tố cáo đóng băng tiền vốn của tập đoàn Hạ, lấy đó để trả tiền trước. Cần phải biết số tiền này đều do cậu chiếm dụng. Anh muốn làm gì? Muốn uy hiếp tôi sao? Cậu lạm dụng tiền của công ty không thể lập tức trả, tổn thất là tập đoàn Hạ Bằng các cậu. Vậy hình như đó cũng là việc nội bộ của tập đoàn Hạ Bằng chúng tôi. Bây giờ thế nào? Tôi hoàn toàn có thể tố cáo anh xâm phạm quyền riêng tư. Hạ Cường à, việc này còn chưa đến bước không thể cứu vãn. Cậu nghĩ cách trả tiền trước đi, việc sau này chúng ta dễ nói chuyện. Cần phải biết, cậu đánh bài một lần ở Macau, tổn thất mấy trăm vạn của công ty. Chuyện này cha cậu có biết không? Hội đồng sự của tập đoàn Bằng Đạt có biết không? Giang Lỗi, gần đây có phải là giám đốc kỹ thuật của các người? Kiểu làm người của cha cậu tôi hiểu. Nếu như ông ta biết cậu tham gia đánh bạc ở Macau, vị trí kế thừa tập đoàn Bằng Đạt cũng chẳng cần nghĩ nữa. Đáng thương hơn là cậu còn vì chuyện này mà ngồi tù mấy năm. Đến lúc đó, tiền đồ của cậu cũng sẽ tan biến mất. Nhưng mà nếu như cậu hợp tác với tôi, vậy thì dễ dàng rồi. Nói đi, muốn lấy thông tin gì từ tôi? Hạ Cường à, cậu vì tập đoàn Bằng Đạt đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, nhưng cậu đạt được chỉ có thất vọng và ấm ức. Cha cậu còn ở tập đoàn Bằng Đạt ngày nào, cậu vĩnh viễn không thể trở thành ông chủ. Ông ấy từ trước đến nay đều không quan tâm tiền đồ sự nghiệp của con cái. Trong mắt ông ta, các người chỉ là công cụ giao dịch và tiền vốn huy hoàng của ông ấy. Vì bảo hộ quyền lực và tham vọng của ông ta, ông ấy có thể không từ thủ đoạn. Ý của tôi, cậu hiểu mà. Suy nghĩ cho kỹ đi.
Mẹ, cô quay lại đây làm gì? Lấy hành lý sao? Mẹ, tôi nói rồi, đừng gọi tôi là mẹ nữa. Có vài lời con muốn nói với mẹ. Không phải ta bảo con đi tìm mẹ ruột lại quay lại rồi? Chỉ là đứng từ xa nhìn một cái thôi. Nếu như vào nhà giàu sống, vận mệnh của con sẽ khác. Con đi đến chỗ rải tro cốt của cha. Ta nói rồi, ông ấy không phải cha ruột của con. Mẹ, không phải mẹ không biết. Một giọt máu quan hệ cũng không bằng ba đại sơn. Ông ấy nuôi con lớn như thế nào? Bao nhiêu năm qua, ông ấy bỏ tâm huyết nuôi dưỡng con. Sao mẹ có thể bảo con quên ông ấy, bảo con phủ nhận tất cả? Con có biết mẹ ruột con hy vọng tìm được con thế nào không? Con đương nhiên biết. Con cũng biết cha ruột con đã chết rồi. Đối với ơn sinh thành của cha mẹ, con rất cảm kích. Nhưng đối với con mà nói, quan trọng nhất là cuộc sống thực sự là cái gì? Là mười mấy năm cha đại sơ khiến con vừa cười vừa khóc. Ông ấy cho con tình yêu của người cha ấm áp, là nơi nuôi dưỡng con, là nơi có người nhà của con, là nơi con nên sống. Cho dù nhà này loại bỏ con như thế nào, mọi người đều là người nhà của con. Mẹ, chuyện này đừng nói với chú Lưu Hạo Minh. Chú vẫn là chú trước đây. Chúng ta không phải đã sống cùng với nhau rồi sao? Chuyện này cũng đừng nói với Kim Châu và Diệp Tráng. Con sợ bọn nó không chấp nhận được. Chúng ta cứ giống như trước đây, sẽ không có gì thay đổi cả. Không được, ta hạ quyết tâm mới để con đi. Mẹ, mẹ thực sự vẫn tâm đuổi con đi sao? Đúng, con hãy đi đi. Mẹ, con cầu xin mẹ đừng bỏ con có được không? Bây giờ chỉ có mẹ đứng ở bên con thôi. Mười mấy năm, sự quan tâm của cha và việc sống chung với mọi người, thời gian như vậy đối với con thực sự rất quý trọng. Vì vậy mẹ à, mẹ đừng bỏ rơi con. Minh Châu, tình cảm của con quá yếu đuối, mới phải sống ấm ức như vậy. Không ấm ức, không ấm ức chút nào. Tiểu tử cậu học được bỏ nhà đi rồi sao? Tại sao vậy? Cô ta không đi, tôi đi. Tôi... Tiểu tử thối đồ không có lương tâm. Em gái đó của cậu đối xử với cậu tốt thế nào? Vì để cậu học đại học, cô ấy không đi học, còn kiếm tiền nuôi cậu. Chỉ bởi vì nó không phải em ruột của cậu, cậu có thể mắng cô ấy sao?